Cho hỏi tiền đâu mà làm cái phim mà nó tốn dữ vậy cả nhà. Cùng đi xem cái trailer này nhé. Ôi màu đẹp quá này, trước tiên là phải màu chuẩn luôn. Mà hồi nãy anh kêu cha, bữa cha anh đi đâu hả? Dễ thương quá. Rồi, trời ơi, thiệt sự luôn, hay vậy. Tại vì biết sao mà bữa đó có đi ngang đoàn phim lúc đó là như có đi một cái chuyến công tác thì đi ngang đoàn phim đang quay thì nhìn cái cầu á, kiểu mình không có hình dung là nó đẹp như vậy luôn. Lên hình quá trời đẹp. Hôm giờ mình đi lúc mày mấy tuổi? Nhớ bảo không? Trời ơi, chưa gì á, mình chưa coi hết trailer mà mình thấy thứ nhất là cái tiết tấu rất là nhanh, mà gọi là những cái cảnh á mà tái hiện lại á rất là thật luôn. Hồi nãy cái cảnh mà lúc mà bé An bị rớt xuống sông nó sợ thiệt luôn. Quên, bay lên luôn. Bây giờ cứ hả nổi da gà quá trời luôn. Hết biết nói gì luôn. Là xem cái trailer nó đầy cảm xúc như vậy. Nó quá nhiều cảm xúc, là cái cảnh, tất cả những cái cảnh giống như nó tái hiện mọi thứ, nó giống như trước mắt mình vậy. Cái cảnh vùng sông nước của miền Tây Nam Bộ và cái đoạn cuối của teaser thì có một cái câu hát bài ca Đất Phương Nam thì là cảm giác như rất là rung động, mặc dù là không phải quê hương mình nhưng mà hoài niệm, háo hức và wow, tạo cho mình được một cái cảm giác mới đó, cảm giác điện ảnh khác hoàn toàn so với cái bộ phim Đất Phương Nam mà đã từng gây ấn tượng trước đây. Các nhân vật đóng rất là đạt. Là nhân vật của bé An được casting rất là chỉnh chu, rất là và cảm giác là bé đã hoàn toàn sống hết mình về nhân vật. Thực sự là mình chỉ muốn được đi xem bộ phim ngay và liền thôi mọi người. Cùng với Cam ra rạp để mà xem bộ phim này và có những cái trải nghiệm cảm xúc riêng của mình. Những ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng xoay dòng cửu